The Express của Anh vừa công bố một số chi tiết liên quan tới kết quả điều tra xung quanh cái chết của nam ca sĩ Liam Payne, cựu thành viên nhóm nhạc One Direction. Theo đó, cơ quan điều tra cho biết đã làm việc với 5 nhân chứng, gồm 2 phụ nữ và 3 nhân viên khách sạn. Họ phát hiện ra hai người phụ nữ này đã ở cùng Liam Payne vài giờ trước khi anh rơi xuống từ ban công khách sạn ở Buenos Aires. Hiện cảnh sát đã tìm thấy hai người phụ nữ trên và tiến hành thẩm vấn. Tuy nhiên, danh tính những người này được giữ bí mật. Có ý kiến cho rằng hai người phụ nữ này là nhân chứng chủ chốt nhưng có phần đáng ngờ. Trong một công bố khác, kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận Liam Payne bị 25 vết thương riêng biệt. Cựu thành viên One Direction tử vong do đa chấn thương, xuất huyết. Tại hiện trường vụ án, nhiều đồ vật bị đổ vỡ. Cảnh sát cũng tìm thấy nến, bật lửa, giấy bạc và một số chất nghi là chất gây nghiện. Phía khách sạn cũng cho biết, trước khi qua đời, Liam Payne đã có biểu hiện bất thường ở sảnh khách sạn. Anh đập vỡ máy tính xách tay và được nhân viên đưa về phòng. Theo các chuyên gia pháp y, trên người nam ca sĩ không phát hiện bất kỳ dấu hiệu có sự can thiệp của bên thứ ba. Dựa trên những thương tích trên người Liam Payne, có thể anh đã ngã trong trạng thái bất tỉnh một phần hoặc hoàn toàn.